Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung vụ xe container gây tai nạn ở Long An khiến 4 người chết, khen thưởng 7 người. Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng 7 cá nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào chiều 2 tháng 1 tại ngã tư Bình Nhật, xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Trưa nay ngày 13 tháng 1, Công an tỉnh Long An cho biết đã trao tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 7 cá nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào chiều 2 tháng 1. Các cá nhân này đã có thành tích xuất sắc trong vụ cấp cứu người, bảo vệ hiện trường vụ tai nạn khiến 4 người chết, 18 người bị thương và 21 mô tô hư hỏng. Các cá nhân được vinh danh khen thưởng bao gồm Trần Quốc Lợi, Nguyễn Văn Kiệt, Lục Anh Minh cùng ngụ ấp 1 xã Thạnh Đức, Đặng Trường Giang ngụ ấp 6, Nguyễn Văn Đạo, Võ Tấn Dũng ngụ ấp 4 cùng xã Nhật Chánh huyện Bến Lức, Nguyễn Thị Phượng xã Định Thủy huyện Mỏ Cày Bến Tre. Ngoài giấy khen, các cá nhân còn được nhận tiền thưởng là 420.000 đồng. Được ủy quyền, Thượng tá Huỳnh Văn Hùng, Phó trưởng Công an huyện Bến Lức đã chân thành cảm ơn các cá nhân nhiệt tình giúp đỡ các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông. Đây có thể xem là hành động tốt, từ việc làm ý nghĩa đó đã góp phần làm giảm số nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này. Mong muốn các anh chị tích cực tham gia vào các mặt công tác xã hội, phát huy làm có ích. Theo ông Hồ Thanh Nhàn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thạnh Đức, chủ phương tiện gây tai nạn, liên tục từ sau ngày phương tiện container gây tai nạn, công ty đã đến bệnh viện thăm hỏi và hỗ trợ chi phí cho nạn nhân. Công ty đã tích cực phối hợp cơ quan cảnh sát điều tra công an trong việc điều xử lý tai nạn, đồng thời tổ chức thương lượng bồi thường cho các nạn nhân tử vong và bị thương. Trong số 18 nạn nhân bị thương nằm điều trị ở hai bệnh viện Long An và Chợ Rẫy, đã xuất viện hết 9 ca còn 9 ca. Bệnh viện Chợ Rẫy đang tiếp tục điều trị, ông Nhàn cho biết. Như báo giao thông đưa tin, khoảng 15 giờ 30 chiều 2 tháng 1, tài xế Phạm Thành Hiếu, sinh năm 1987, ngụ ấp 2 xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, điều khiển xe container mang biển kiểm soát 62C04348 kéo theo rơ móc 62R00108, chở đầy gạo đi từ hướng miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến km thứ 1934 quốc lộ 1 giao ngã tư Bình Nhật thuộc ấp 3 xã Nhật Chánh gây tai nạn nghiêm trọng khiến 4 người tử vong, 18 người bị thương, 21 phương tiện hư hỏng nặng và tài xế đã bỏ trốn ngay sau đó. Và cuối cùng tài xế đã ra đầu thú và qua xét nghiệm máu xác định tài xế có chất ma túy và nồng độ cồn dương tính với heroin. 2 ngày sau tài xế bị cơ quan điều tra tội phạm về công an tỉnh khởi tố bắt tạm giam 4 tháng về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Theo luật sư Trần Minh Hùng cho rằng tài xế xe container vi phạm quy định về giao thông đường bộ, nhưng đồng nghiệp của ông này thì cho rằng lái xe có dấu hiệu của tội giết người. Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào chiều 2 tháng 1 tại Long An làm 4 người chết, 18 người bị thương, Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ tài xế Phạm Thành Hiếu, 32 tuổi, huyện Bến Lức để điều tra làm rõ vụ việc. Sáng ngày 3 tháng 1, Hiếu được làm xét nghiệm máu, kết quả 2 lần cho thấy Hiếu dương tính với heroin, âm tính với các loại ma túy tổng hợp khác. Theo luật sư Trần Minh Hùng, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, tài xế xe container gây nên vụ tai nạn nghiêm trọng này phải chịu cả trách nhiệm dân sự và hình sự. Về trách nhiệm dân sự được quy định tại điều 604 Bộ luật dân sự. Theo đó, người này do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xúc phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Việc bồi thường thiệt hại như thế nào thì dựa theo nguyên tắc